Sáng nay, Ủy ban Nhân dân quận Hải Châu tổ chức hội nghị đánh giá sơ kết hoạt động của các tổ COVID-19 cộng đồng trên địa bàn quận từ cuối tháng 7 năm 2020 đến nay và định hướng hoạt động trong thời gian đến. Hiện toàn địa bàn quận Hải Châu có tổng cộng 576 tổ COVID cộng đồng, rải đều trên 13 phường với 2.569 thành viên tham gia. Thời điểm dịch COVID-19 còn căng thẳng, các tổ COVID cộng đồng chính là lực lượng nồng cốt tại cơ sở, sát cánh cùng người dân triển khai các biện pháp phòng chống dịch không chỉ thực hiện theo dõi sức khỏe, khám y tế thường ngày, các tổ còn đảm bảo chu cấp nhu yếu phẩm và thu thập thông tin, những kiến nghị của bà con, nhất là tại các khu vực cách ly, qua đó báo cáo với ban chỉ đạo các cấp để có giải pháp triển khai kịp thời. Hội nghị là dịp để các tổ rút kinh nghiệm trong việc tổ chức hoạt động cùng thảo luận để định hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Dịp này có 45 tổ Covid cộng đồng tiêu biểu được tuyên dương khen thưởng vì những hoạt động trong công tác phòng chống Covid-19 trong thời gian qua trên địa bàn quận Hải Châu.